Khổng tử và cuộc mưu cầu hạnh phúc nhân sinh. Khổng tử là một trong vài nhân vật đã ảnh hưởng sâu xa đến lịch sử nhân loại. Bằng bản lĩnh nhân cách, tài năng trí tuệ và những thành tựu cá nhân, chúng ta không thể nào giải thích cặn kẽ được sự xuất hiện của nhân vật như thế. Nhưng nhờ xem xét các hoàn cảnh sinh bình của họ, ít nhất ta cũng thể hiểu thêm về họ. Dù nỗ lực nhưng chúng ta vẫn khó thể hiểu được Khổng tử, vì biết bao truyền thuyết về ông đã được tích lũy qua nhiều thế kỷ, khiến ta rất khó thấy được sự thật. Cách thêm thắt tô điểm này xuất phát từ hai động cơ khác biệt. Một mặt là những kẻ trung thành với Khổng tử bấy lâu nay vẫn hỏng mong xứng tán ông vì thế thực hiện những điều sùng tín như tạo ra một gia phả đầy thêm thắt, cho rằng tổ tiên xa xôi của ông cũng là hoàng tộc. Khổng tử sinh năm 551 trước công nguyên tại nước Nỗ, một nước nhỏ tọa lạc nơi mà ngày nay được gọi là tỉnh Sơn Đông. Không ai rõ về tổ tiên của ông, nhưng dường như ông bà tổ tiên của ông cũng có người thuộc hàng quý tộc. Tuy nhiên, ông tự thuật rằng ông đã trải qua một tuổi thơ nghèo khổ. Thuở bé ta chịu cảnh nghèo nên phải làm việc hạ tiện. Ông đã phải bươn chải mưu sinh, không câu nệ những việc hạ phàm. Nhờ thế mà ông có thể học tập được, nhưng có lẽ phần lớn là tự học. Những kinh nghiệm gian nao của tuổi thơ đã giúp ông nhận ra nỗi khổ của dân, và ông bắt đầu suy tư sâu sắc về nó. Ông nhận thấy cái thế giới mà ông đang sống đang phân rã ghê gớm, và vì thế rất cần những thay đổi quyết liệt. Ông thường có dịp tiếp cận với thường dân cũng như giới quý tộc. Ông đánh giá thấp hầu hết giới quý tộc, đó là những kẻ no cơm, đường mỡ chẳng khác gì để làm. So với cờ bạc, họ còn tệ hơn. Với quân tử, quan niệm về bậc quân tử phi nguồn gốc xuất thân không là lý thuyết suông, ông đã vận dụng nó vào việc giải hóa môn đệ, trở thành bậc quân tử. Bất kỳ ai ai có thể trở thành môn đệ của ông, ngay cả những kẻ nghèo hèn nhất, ông cũng không câu nệ. Ông nói, dạy người, ta không phân biệt đó là loại người nào, lý lịch thế nào. Về cách thu nhận môn đệ, ông nói, kẻ nào đến ta xin nhập môn, dâng lên ta một sâu thịt khô, ta chưa hề chê nễ mọn mà từ chối dạy. Ông không hề thiên vị học trò, dù rằng học trò của ông có kẻ giàu người nghèo, ông khen ngợi môn đệ nào chỉ vì tài năng và đức độ của người đó mà thôi. Chẳng hạn, ông khen một đệ tử tên là Trọng Do, mặc áo rách áo cũng đứng chung với kẻ mặc áo nông mà không hổ thẹn. Ấy là trò do vậy. Điều khả thú vị là môn đệ cơ hàn đó về sau trở nên quan chức cao cấp, bởi ông dạy học không chỉ dạy về đạo, mà trái lại ông muốn chính tay môn đệ sẽ hành xử và tranh đấu của mình. Cho nên ông đòi hỏi rất nhiều về trí tuệ và sự nỗ lực. Kẻ nào chẳng gắng sức để hiểu thông thì ta chẳng giúp cho họ hiểu được. Kẻ nào không cố gắng bày tỏ ý kiến thì ta chẳng giúp cho phát triển được. Kẻ nào biết một góc mà chẳng chịu tìm hiểu thêm ba góc kia thì ta chẳng dạy cho. Bởi vì ông dạy thứ dân trở thành quân tử, ngọ hầu họ có thể ra làm quan, nên ông rất chú ý việc truyền dạy nghi lễ cho họ. Nhưng nghi lễ ấy đã được sửa đổi và khác xa với nghi lễ truyền thống xa xưa. Chư lễ nguyên nghĩa là cung tế, nó còn ám ảnh chỉ mọi nghi lễ của việc cung tế nữa. Như vậy nó bao hàm cả buổi lễ nhạc và nghi lễ. Mà lễ nghi này vốn dĩ là phép giao tiếp của giới vua chúa và quan lại. Cũng như vậy, lễ truyền thống của Việt Nam mình là lễ hội thì gồm phần lễ và phần hội. Khổng tử bắt đầu từ chư lễ. Nếu kể các chị đã biết trang nghiêm cung tế tổ tiên của họ, thì tại sao họ không chú ý đến triều chính y như vậy? Nếu quan lại mỗi ngày việc thi lễ và thủ lễ với nhau, thì tại sao họ không quan tâm thi lễ và thủ lễ với quần chúng? Mà đám dân đen này vốn dĩ là xương sống của quốc gia. Cho nên có lần ông dạy môn đệ Trọng Cung rằng, bước ra khỏi nhà ta phải thủ lễ, dường như sắp gặp khách quý. Khi bảo dân thi hành công vụ ta phải sớt sáng, dường như thừa hành cuộc cung tế lớn. Những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình chớ thi hành cho người khác. Có như vậy, dân trong nước không ai oán mình, mà người thân trong gia đình cũng không oán mình. Được hành như vậy dĩ nhiên tương phản với thói nuông tuồng phóng túng của giới quý tộc. Lễ chính là quy tắc được minh định trong những kinh điển nho giáo. Người ta sẽ tìm được những chỉ dẫn tỉ mỉ và biết cư xử sao cho hợp lễ. Thậm chí, khi cần một vật gì, người ta còn được dạy phải đặt ngón tay như thế nào nữa. Thế nhưng, chính Khổng tử lại quan niệm khác hẳn về lễ.
Điều quan trọng của lễ là ở tinh thần và tấm lòng. Ông khinh miệt những hình thức xa hoa lộng lẫy mà thiếu vắng lòng thành. Lễ cần tiết kiệm hơn xa hoa, tang lễ cần có lòng đau xót người chết hơn là lời loạt phô trương. Toàn bộ hệ thống tư tưởng và đạo đức của ông được xây dựng trên một mối suy tư về bản chất nhân sinh. Một mặt, ông không coi rằng mỗi cá nhân là một hiện thể có tính siêu hình, tức là xã hội hoàn toàn có trước cá nhân. Đến mỗi một cá nhân nếu muốn được tồn tại thì phải bị quấn hút hoàn toàn trong xã hội đó. Trái lại, theo ông, con người là những sinh vật xã hội thiết yếu. Con người phải là người gắn liền với xã hội. Mặt khác, vì xã hội chẳng qua là sự tương tác giao tiếp giữa con người, nên xã hội phải cách xã hội do con người hình thành. Vì vậy, theo Khổng Tử, lương tâm của cá nhân ngăn cấm anh ta rút lui khỏi xã hội hay đầu hàng với sự phán xét của đạo đức. Và cũng sai lầm nữa nếu hắn trở thành một ẩn sĩ hoặc một kẻ su phụ đám đông. Lễ là quan niệm cực kỳ quan trọng trong hệ thống giáo dục của Khổng Tử. Các bác sĩ điều trị về tâm bệnh ngày nay của Tây Phương cho rằng nền giáo dục Tây Phương chú trọng rèn luyện trí tuệ cho học sinh ở mức độ cao, nhưng lại loại bỏ huấn luyện và huấn nắm tình cảm của họ. Vì thế, đôi khi khó mà đào tạo ra một cá nhân khéo thích ứng với xã hội, với tư cách là một phần tử hữu dụng và hạnh phúc trong xã hội. Trái lại, đường lối giáo dục của Khổng Tử không chú trọng trí dục bằng việc huấn luyện cho môn đệ đạt được sự quân bình về tình cảm, mà sự quân bình này là kết quả của việc học lễ. Sự học của bậc quân tử phải khép mình vào lễ, nhờ nương vào lễ mà không bị cám dỗ, làm điều bội nghịch. Bậc quân tử học động văn chương là khép mình vào lễ, như vậy sẽ không phạm điều trái đạo lý. Một quan niệm về cực kỳ của triết lý, ông là đạo. Đạo nguyên nghĩa là con đường. Trước thời của Khổng Tử, từ đạo thường được dùng nghĩa với con đường hoặc phẩm hạnh. Như vậy, có thể tốt hoặc xấu. Thời đại của Khổng Tử, từ ngữ đạo dùng như quan niệm về huyền học, về nguyên lý vũ trụ hoặc vạn hữu. Quan niệm này được phái đạo gia sử dụng để triệt để. Trong luận ngữ, ta thấy Khổng Tử đề cập nhiều lần về đạo, nhưng với lối giải thích hơi khác. Theo nhận xét của tôi, chúng ta cần thấy rằng đối với Khổng Tử, đạo không phải là cái gì huyền bí, đó là con đường. Trên hết, mọi con đường mà cần được tuân theo, cứu cánh của nó là sự hạnh phúc cho nhân loại. Cái hạnh phúc đích thực của con người ngày nay còn họ, còn sống. Trên thế gian, nếu hiểu được những quy định đạo đức và nghi lễ, thì đạo bao gồm cả quy tắc về đạo đức của từng cá nhân và khuôn mẫu chính trị. Mà những khuôn mẫu này sẽ được tạo ra phúc lợi, cũng như sự thực hiện hóa giải bản thân cho từng cá nhân. Nếu bảo rằng đạo không có tính cách huyền bí, thì điều này không có nghĩa là không được thiệt thành. Khổng Tử nói, sáng mà nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ông nghe được đạo, không hối tiếc sẽ chết. Không có nghĩa là ông ta sẽ lên thiên đàng sau khi biết đạo. Bởi vì Khổng Tử từ trước bàn luận về sinh tử, ông không nói về cuộc sống sau khi chết sẽ ra sao. Dường như Khổng Tử coi trọng chất hơn là lượng. Đời người không phải tính bằng những năm tháng mà họ đã hiện hữu trên thế gian này, mà bằng cái phẩm chất được thể hiện mà thôi. Một khi con người biết đạo rồi, tức là anh ta biết cái ngôi vị cao nhất của kiếp người, và hệ giác ngộ, biết đạo và nhập đạo, đó là quá đủ, nếu chết cũng cam lòng. Nhưng đạo, theo Khổng Tử, khác hẳn đạo, có nghĩa là tính huyền bí, quan niệm của đạo giáo sau. Ông nói, chỉ con người mới có thể phát huy cho đạo được lớn, mạnh dạn sáng rực rỡ, chứ ngược lại thì không. 13 thế kỷ sau khi Khổng Tử mất, vị đại nho Hàn Dũ đời Đường đã phân biệt rất kỹ sự khác biệt đạo của Khổng Tử và đạo theo quan niệm đạo giáo về sau. Trong bài Nguyên Đạo bàn về nguồn gốc của đạo, Hàn Dũ viết, bác ái, yêu khắp mọi người, gọi là nhân, thi hành ra cho đúng thì gọi là nghĩa, do đó mà gọi là đạo, lòng mình đầy đủ, không trông đợi bên ngoài gọi là đức. Điều mà Lão Tử gọi đạo khác với đạo Khổng Tử nói, điều mà ông gọi là đức thì khác với đức mà nhà nho chúng ta gọi. Đạo đức theo Lão Tử là vứt bỏ nhân. Nghĩa vậy, theo Hàn Dũ, cái đạo lý tưởng ấy đã truyền thừa từ Nghiêu, Thuấn, mãi đến Chu Công, rồi đến Khổng Tử, Mạnh Tử. Cái đạo ấy không phải là đạo bất biến và cố định, mà cái đạo uyển chuyển theo đổi theo cá nhân và hoàn cảnh. Khổng Tử xem đạo là uyển chuyển như vậy, nên không buộc môn đệ phải trung thành mù quáng với vua chúa. Một vị đại thần thì phụng sự vua, nhưng việc phụng sự này xuất phát từ đạo, chứ không phải vì bản thân nhà vua. Nếu vị đại thần không thể khuyên bảo vua theo đạo lý, thì vị ấy nên tử quan.
Người được gọi là đại thần thì nói đạo mà phụng sự vua, nếu không được như vậy thì hãy rút lui từ quan. Theo Khổng Tử, lòng trung quân, trung thành với vua không thể hiểu một cách kiển cận và máy móc. Khổng Tử trả lời quan trọng: theo giúp tề công nghiệp kết ba, nhờ vậy mà thiên hạ loạn đổi sang trị. Nếu không có quan trọng thì chúng ta phải dọc tóc và vạt áo nên trái như bọn Man Di. Lẽ nào vì tống nằm trong quân nhỏ hẹp tầm thường mà đi theo cổ bên nạc suối sao? Khổng Tử đòi hỏi nhiều đến sự thiệt thành môn đệ, sự xả thân vì đạo. Thấy món nợ bèn nhớ đến điều nghĩa mà chẳng dám phạm. Thấy thế nguy hèn si sinh không tiếc mạng, bình sanh khi giao ước điều này thì dễ rơi vào câu quên sau. Trong khi cúng tổ tiên giữ lòng thành kính, trong cơn tang chế xét tưởng sự đau thương. Hằng bao thế kỷ qua trong giới nho sĩ có biết bao người triệt trừ bạo chúa, và cũng không ít người bỏ mạng vì gian can, gian dua, dối gạt vua. Nếu vua sai trái phải can gian, không sợ mếch lòng. Như trường hợp Hàn Vũ, vì can gián vua Đường khi thay vua quá sùng thượng đạo Phật, đến nỗi xem mớ xương cốt thượng tọa là xá nơi, mà ông bị trừng phạt. Tuy ông không bị giết vì tội thi quân, nhưng nhờ can thiệp của ông phải chịu cảnh lưu đày trốn duyên hải hoang vu phía Nam. Nơi trốn lưu đày, ông đã tận tụy phát triển và cải thiện đời sống. Nầm than của nhân dân, ông vẫn yên tâm rằng mình chiến đấu đúng đắn, vì làm như vậy là hợp lễ đạo, cũng như bao nhiêu nho sĩ đã từng làm qua thời gian và không gian. Khổng Tử đề cập đến những vấn đề siêu hình để nói môn đề thở than. Văn chương của thầy thì ta nghe đã nhiều, còn bản tánh của con người và đạo trời thì nghe thầy dạy. Môn đề hỏi về quỷ thần và sự chết, Khổng Tử đáp: đạo thờ người còn người sao biết, biết sao đạo thờ thần quỷ, sự sống còn chưa biết sao biết được sự chết. Khổng Tử tránh né những câu hỏi đại loại như trên vì không muốn môn đệ bận tâm về vấn đề siêu hình học búa. Thật ra ông đề cập đến trời đất nhiều lần. Ông tự nhận sự mạng nắm giữ cái tư văn mà trời đã từng trao cho văn chương. Nếu trời muốn để mất văn chương ấy, thì sau khi văn chương mất, ngài bao lâu ra phó, bởi trời chưa mất nền văn chương ấy, nên người đất khuông sao lại được ta. Ông than rằng, đời chẳng ai biết ta, biết chăng chỉ có trời mà thôi. Trời là chi? Theo Khổng Tử, ông cho rằng trời không phải là một hữu thể mang hình dạng giống như con người chúng ta. Qua cách diễn đạt của Khổng Tử nói về trời, ta nhận thấy từ ngữ này biểu đạt một năng lực đạo đức trong vũ trụ mà sức mạnh này được quan niệm khá mơ hồ. Khổng Tử nhấn mạnh đến sự nỗ lực của từng cá nhân, sau đó mới biết mệnh trời là gì. Tuy nhiên, đáng chán thay, sự nỗ lực của người thiện dường như chẳng có kết quả nào bao, bởi vì những kẻ ác vẫn còn phong lưu phè phỡn. Nhưng cái đức tin vào trời khiến ông bốc nòng, dù thế nào bất chấp đi đâu vẫn một uy lực thiêng liêng trợ giúp những kẻ cô độc đấu tranh cho phải lẽ. Khổng Tử kết án tôn giáo, cái tôn giáo truyền thừa ấy, theo ông cái mà người gọi là tôn giáo chẳng khác là của đổi chắc núp bóng hiến tế. Người ta cung qua nhiều niệm vật cho tổ tiên và quỷ thần, chẳng qua là trông cậy vào sự độ trì của người khuôn mặt. Khổng Tử có tin tưởng rằng người chết có thể đối trị người sống không? Chúng ta không rõ điều ấy, dường như ông không tin như vậy. Chúng ta cần lưu tâm rằng giới thống trị đều có hàm ý tôn giáo và chức năng nẻo nái quốc gia của họ. Vua thì được gọi là thiên tử, quý tộc thì cho rằng nhờ phúc âm tổ tiên mà họ có địa vị ăn trên ngồi cháu trong xã hội. Tổ tiên cao quý của họ ở trên đời đại quyền lực và độ trì cho con cháu. Quan niệm này đã bảo vệ cái đặc quyền, đặc lợi, cố hữu của giới quý tộc. Khổng Tử không tấn công quan niệm lâu đời này. Ông không phê phán gì đó mà chỉ khẳng định rằng yếu tố quyết định ngôi vua chính là tài đức và sự giáo dục, chứ không phải là thành phần xuất thân. Ông từng khen ngợi một môn đệ có đủ tài đức để làm vua, dù rằng người này không thuộc dòng dõi hoàng tộc. Trỏ ưng, tức Trọng Cung, có thể ngồi quay về hướng Nam, tức có thể làm vua được. Khổng Tử phê phán tôn giáo, nhưng ông không đưa ra quan niệm này vào học thuyết của ông. Thái độ của ông dường như tương đồng với thái độ của các nhà khoa học hiện đại. Có lẽ
Nhà khoa học nào cam đoan rằng người ta có thể chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế bằng những kỹ thuật khoa học? Ngày những thần học cũng thừa nhận như thế. Ngược lại, người ta cũng không thể dùng phương pháp kỹ thuật khoa học để chứng minh rằng không có Thượng Đế. Đối với tuyệt đối, khoa học chỉ có thể quan sát rồi quan sát, sau đó lập định những nguyên tắc thể hiện quan sát ưa chuộng. Khổng Tử cũng làm tương tự đối với chân lý, mà ông chỉ trò đến phương pháp bằng quan sát và phân tích. Ông nói nên nghe cho nhiều, điều gì cũng chưa rõ thì hãy nghe, chưa có nói ra, còn điều gì mình biết thì hãy nói, dè dặt. Ông chẳng nói gì về sự hoát nhiên đại ngộ, sự giác ngộ chớp nhoáng, như một sự thấu đạt chân lý. Trái lại, sự tư lụy câu thần cũng có lý do vô ích. Trước đây, ta mãn no trầm tư mặc tưởng, ngày quên ăn, quên đêm, quên ngủ, xét ra việc ấy là vô ích, chẳng bằng bọn chăm học còn hơn. Thế đã, mặc dù người đời tôn ông là thánh nhân, là khuôn mẫu cho vạn đời sau bắt chước, vạn thế sư biểu, nhưng ông tỏ ra thiếu hiệu quả về khả năng toàn trí và toàn chân của ông chính là bản thân thể tuyệt đối của vũ trụ. Ông chỉ nỗ lực thiết lập một cơ cấu ý tưởng khá vững chắc để xây dựng cơ sở hạnh phúc và đem lại tự do cho nhân loại. Cái sơ hở ấy không phải là những giáo điều thần bí, cũng không phải là niềm hy vọng có tính tôn giáo, mà đó là nền tảng xây dựng con người và xã hội. Vậy bản tính con người và bản tính xã hội là gì? Ông trả lời vội câu hỏi này. Ông không cho rằng nhân sinh bản tính thiện như Mạnh Tử sau này đã nói, và ông cũng không bảo rằng nhân sinh bản tính ác như Tuân Tử sau này đã nói. Ông quan sát cụ thể hơn, nhận xét quan trọng nhất chính là mọi người đều bình đẳng như nhau, còn thiện hay ác thì không khẳng định được. Bởi lẽ, ông thường thấy có khi những kẻ con dòng cháu dõi, những kẻ tự nhận là cao sang, lại cư xử như loài cầm thú, trong khi những kẻ trọng nghịch cảnh lại có tư cách hết sức đáng tôn trọng. Dù con người có khác nhau thế nào, nhưng nguyện vọng chung của họ vẫn đạt được là hạnh phúc. Quần chúng đói khát, thống khổ vì chinh chiến, vì bị bức bại dưới tay giới quý tộc, cho nên cứu cánh đã rõ phải mưu cầu hạnh phúc cho nhân sinh. Khổng Tử vì thế mà quan niệm một chế độ tốt đẹp như sau: người cầm quyền thì phải hạnh phúc của dân, khiến kẻ nước vui dạ, còn những kẻ phương xa phấn khởi mà đến. Bởi vì hạnh phúc là điều tốt đẹp của con người, mà con người vốn dĩ là sinh vật xã hội, cho nên có một nguyên tắc hỗ trợ giữa con người với nhau trong xã hội. Nếu một người đều sống vì hạnh phúc của mọi người thì xã hội là một cõi hạnh phúc vậy. Cái nguyên tắc hỗ tương này ông nói như sau: điều gì mà không muốn người ta làm cho mình thì chớ làm cho người. Ông nói thêm: người có lòng nhân hệ muốn tự lập thì cũng no thành lập cho người, hệ muốn thông đạt thì cũng no làm người thông đạt, hệ xử với mình thế nào thì cũng xử với người xung quanh thế ấy. Tuy nhiên, Khổng Tử không quá ngây thơ cho nghĩ rằng chỉ có mấy điều đó sẽ giải quyết được vấn đề hạnh phúc nhân sinh. Tất cả con người đều mơ ước có hạnh phúc, hầu hết chúng ta ai cũng mong muốn những kẻ xung quanh ta được hạnh phúc ấy nữa. Vậy mà thực tế chúng ta lại cư xử thiếu tình nhân ai, chúng ta như khư khư bảo vệ hạnh phúc riêng, rằng điều đó có thể hạnh phúc hại đến người khác. Muốn chỉnh lý điều này cần phải giác ngộ quần chúng và xã hội hóa họ. Vì vậy mà Khổng Tử chủ trương phải giáo dục quần chúng.